Tiếp tục xin giới thiệu với cả nhà mình ạ. Cây trước mặt cả nhà mình đây ạ. Cây này như nắng nè. Cây này nó có tên là cây lá bứa, cây rau bứa. Cây bứa đấy ạ. Chu chu. Dạ. Cây bứa đấy thì dạ. Cái cây này thì nó có cái vị chua rất là ngon. Dạ. Trong rừng thì người ta hay sử dụng để làm canh hoặc là cuốn với lại đồ nướng để ăn. Để nhận biết cái cây bứa thì các bạn nhìn thấy nhá. Cái lá non của nó đây. Lá non của nó lá dài và thuôn bóng. À cái lá này, cái lá, dạ. Lá dài thuôn đó. Bóng đúng rồi. Nãy mình ra đi hái ăn là ngon lành. Lá dài thuôn và bóng, cành của nó các anh chị để ý, cành nó phân ngang so với thân. Cành của nó phân ngang đúng không ạ? Nó mọc vuông góc. Cành phân ngang. Nếu mà mình đẽo cái vỏ này ra nữa thì nhựa của nó có mủ màu vàng. Cành phân ngang, nhựa mủ vàng là họ bứa. Đây là cây bứa thì đúng rồi đấy, nó là cây bứa, mình chặt cây bứa rồi đấy. Dạ. Cây này ạ. Đây mọi người ăn thử đi ạ. Ăn chị thực nghiệm đi chị, thực nghiệm liền. Cái ăn mọi người phải đứng sao đây duyên đã. Ăn ghế đủ 150 loại nha. Trời ơi, nó có vị chua. Trời ơi, chị ăn như thở vậy. Ngon. Không ạ. Cây này khi mà mình đi rừng ạ. Khi mình đi rừng thì mình không, khi mà mình đi rừng thì khi mà các anh chị ăn cái lá cây này á thì nó có vị chua. Nó vị chua thì sao ạ? Thì nó sẽ tiết ra cái nước bọt của mình đỡ bị khát nước. Ngày xưa bộ đội của mình đã từng ăn lá này rồi á. Khi mà đi rừng, những cái người giao liên là những người dẫn đường á, người ta chỉ cần nói là sắp đến đồi lá bứa rồi, nghĩa là đi vào mùa khô á. Đi vào mùa khô mà hành quân trong rừng mà khát nước á, người dẫn đường người ta chỉ bảo sắp đến cái đồi toàn là cây bứa này mọc rồi á, thì lúc đó cả đoàn quân mình ăn là cảm giác cái vị chua là tiết ra nước bọt là nó đỡ khát nước đi. Cái thứ hai nữa, ở Việt Nam mình thì chưa thấy á, ở bên Indonesia người ta và các quốc gia phát triển người ta chiết xuất từ cái cây bứa này ra để người ta lấy một cái chất để làm một cái thực phẩm chức năng làm giảm mỡ bụng và đẹp da. Đây đây các bạn mất luôn. Anh cho em hỏi là cây này mình trồng bằng cách nào, trồng hạt hay là chiết cành? Cây này đa số nó mọc từ hạt. Quả bứa ăn cũng rất là ngon. Dạ, lấy mấy anh tìm cái quả bứa cho tìm thử nha. Cái cây này mình bất lá này mình nấu canh chua lá bứa ăn cũng rất là tốt. Đó, có con này ai bất ăn thì các bạn tập trung kỹ lấy lên trên đường đi có thì hái nha, có sẵn cái bao. Cái này là lá trà của anh về anh giới thiệu xong cây này là một cái lạc hết.